Ngày kia Thiết Cốt phải muốn đi Hạo Khí Môn luận bàn luận đạo, đây chính là tin tức lớn à. Trong khoảng thời gian này một mực không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng quân trưởng môn sợ, không nghĩ tới thực có can đảm đi. Tần Minh chủ môn phái nhưng là Lục Lưu à, hắn mang đệ tử đi qua khiêu chiến thì không sợ bị ngược tìm không thấy Nam Bắc à. Bởi vì Tế Vũ Đường thành viên tận lực tản, rất trong thời gian ngắn, Thanh Dương quận 8 tòa thành trì võ giả đều biết được Thiết Cốt phái khiêu chiến Hạo Khí Môn tin tức. Này bình thường tu luyện võ đạo nhiều buồn tẻ nha. Đột nhiên có náo nhiệt, khẳng định phải lấy ra thật tốt nghị luận một phen. Bất quá, rất nhiều người nhận định, tại trên thực lực Hạo Khí Môn càng hơn một bậc, Thiết Cốt phải đi khiêu chiến, rõ ràng có chút không biết tự lượng sức mình. Linh Tuyển Sơn phía trên biết chút à? Không cần giải, tại rất nhiều võ giả nhìn lấy, Thánh Tuyển Tông có điều phải tới một tên phổ thông nội môn đệ tử, Lý Thanh Dương thắng được cũng đơn giản ỷ vào linh lực hình vũ kỹ. Xác thực, không thể vì nhận một trận đệ tử bên trong thắng bại, nhất định Thiết Cốt phải đã có tư cách cùng Ngũ Lưu Tông môn sánh vai. Huống chi đã đi luận bàn luận đạo, khẳng định phải phái không ít đệ tử. Thiết Cốt phái chỉ dựa vào một cái Lý Thanh Dương dung chuyển Lục Lưu môn phái, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Ngay tại đại gia hỏa tranh nhau nghị luận ngày kia khiêu chiến, lại có một tin tức truyền ra. Trước đây không lâu, Tinh Vân phái từng đi khiêu chiến qua Thiết Cốt phái, kết quả 5 tên đệ tử toàn bại, Tống trưởng lão cũng bại bởi quân trưởng môn. Cái này là vào sức lúc nào, tại sao không nghe nói? Giống như một tháng trước đi, ta có nhân chứng thực, Tinh Vân phái Tống trưởng lão xác thực từng mang đệ tử tại Thiết Cốt phái đỉnh núi xuất hiện qua. Ta thiên, Thiết Cốt phái như vậy châu à, đánh thất lưu môn phái một cái sào đến không? Có quan hệ Tinh Vân phái khiêu chiến Thiết Cốt phái tin tức, hiện tại mới khuếch tán ra đến, là bởi vì trước mặt đại bại sau cố ý phong tỏa tin tức. Dù sao, đều dạy không nổi người kia đây này. Nếu như thắng là Tinh Vân phái, tin tức đã sớm truyền ra một tháng, để các thành võ giả lấy ra chế giễu tìm niềm vui. Quân Thường Tiếu cũng ý thức được, ngoại giới tại sao không có tí xíu tin tức đâu, cho nên khuếch tán tin tức thời điểm chọc ra đến cùng để Tinh Vân phái đâu đâu người, thứ hai cho mình tạo thế. Khoan hãy nói, hiệu quả không tệ, biết được Tinh Vân phái bị đánh một số không so sáu, vốn là nhất trí coi trọng Hạo Khí Môn võ giả, ngược lại có không ít người có khuynh hướng Thiết Cốt phái. Nhìn lấy, Thiết Cốt phái cường hãn đệ tử, không chỉ Lý Thanh Dương một cái, quân trưởng môn đã dám đi khiêu chiến Hạo Khí Môn, khẳng định cũng đến có chuẩn bị. Quản hẳn ai mạnh ai yếu, chỉ cần đánh kịch liệt là được. Đại bộ phận võ giả đơn thuần là muốn cái náo nhiệt, chỉ cần có đặc sắc chiến đấu, ai thắng ai thua thật không quá quan tâm. Ngả ra, Ngả Thượng Nghề cũng nhận được Thiết Cốt phái đi Hạo Khí Môn luận bàn tin tức, ta ngồi ở đại sảnh nghĩ sâu tính kỹ lấy. Gia chủ, Ngả Thượng Phòng nói, quân trưởng môn đi khiêu chiến Hạo Khí Môn, đây là muốn gây sự à? Ngả Thượng Khắc ngưng trọng nói, Hạo Khí Môn là bách tông trụ sở liên minh, đến lúc đó rất nhiều các thành viên phái cũng sẽ đi, quân trưởng môn lên núi khẳng định phải lọt vào tập thể nhằm vào. Thiết Cốt phái cùng bách tông liên minh vạch mặt sự và sức, Thanh Dương quận đều truyền ra, ngu ngốc cũng đều biết. Quân Thường Tiếu cái này muốn dẫn đệ tử đi khiêu chiến, thắng bại chứ không nói, khẳng định thiếu không bị khắp nơi nhằm vào. Ngả Thượng Nghệ hơi chút cân nhắc, chân thành nói, Linh Tuyền Sơn bên trên, chúng ta Ngả gia không có ra mặt, lần này luận bàn luận đạo phải đi vì quân trưởng môn chống đỡ chàng. Đầu giá sự và sức, trì hoãn, Ngả gia chủ bá khí nói, Ngả Thượng Phòng cùng Ngả Thượng khác không có bất cứ ý kiến gì. Linh Tuyền Sơn lần kia không có đi, là bởi vì Thánh Tuyền Tông duyên cớ, lần này không ra mặt nữa, liền có chút không còn gì để nói. Ngả gia tự nguyện đi Hạo Khí Môn vì Thiết Cốt phải chống đỡ chàng, nói do quân Thường Tiếu cái này hợp tác đồng bọn phi thường trọng yếu. Đồng dạng có chống đỡ chàng tính toán, còn có Thanh Dương thành chủ Tạ Nghiễm Côn. Giờ phút này đã bắt đầu ra tay an bài sự vụ, làm hậu trời đưa ra đầy đủ thời gian tới. Thánh Tuyền Tông có chút sợ, nhưng người Hạo Khí Môn tại Thanh Dương quận khu vực, bản thành chủ sợ cộng lông. Tiểu tử, đây là tráng ác chiến, đánh bạc thua, táng ra bại sản, cực thắng, danh tiếng vang xa. Có điều đừng lo lắng, cũng đừng sợ. Thanh Dương thành 360 vạn con dân, là ngươi, là Thiết Cốt phải kiên cường hậu thuẫn. Hạo Khí Môn tọa lạc tại Thanh Dương quận Chi Đông, một cái non xanh nước biếc trong dãy núi, khiêu chiến tuy nhiên ngày sau giao dịch, nhưng các gia tộc, môn phái, tán tu đã sớm hướng bên này vọt tới. Ngày thứ hai, quân Thường Tiếu đổi một thân sạch sẽ trưởng môn đồng phục, tại ống tay áo cột lên cổ tay, sau đó hất lên buộc lên tóc đen tiêu sái cất bước đi ra thư phòng. Nội viện tiểu hình trên diễn võ trường, gần hơn 200 tên đệ tử gác tay, nâng cao xương cốt cứng rắn sống lưng sắp hàng chỉnh tề, trên mặt mỗi người đều có ngạo nghễ. Nay thiên trưởng môn đem mang 7 tên sư huynh đi Hạo Khí Môn luận bàn luận đạo, chính mình tuy nhiên không thể đi cùng, nhưng mà muốn đem lớn nhất tinh thần khí chất lấy ra, vì bọn họ tiễn đưa. Lý Thanh Dương chờ nội môn đệ tử đứng tại hàng đầu, đi qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, trạng thái rất không tệ. Trưởng môn, làm quân Thường Tiếu xuất hiện tại trong tầm mắt, chúng đệ tử cùng kêu lên hô to. Mấy tháng qua, tu vi có to lớn đề bạt, trừ gần nhất mới nhập môn bên ngoài, còn lại toàn bộ bước vào vũ đồ, lớn tiếng kêu đi ra có thể nói khí thế như hồng. Chẳng phải đi nện cái chàng tử, chỉ nghiêm túc như vậy làm gì? Quân Thường Tiếu phất phất tay nói, đều buông lỏng, mọi người tá kính, nhưng vẫn thẳng tắp sống lưng.
Quân Thường Tiếu không nói cổ vũ sĩ khí lời nói, hắn thấy Hào Khí Môn thật chỉ là khiêu chiến đại bá si trên đường tiểu quái. Cái kia kịch tính bành trướng, nhiệt huyết sôi trào chi ngôn, vẫn là giữ lấy đi Thánh Tuyển núi rồi nói sau. Trưởng môn, Chu Hồng nói, ta cũng muốn đi. Không luyện kiếm, Quân Thường Tiếu nói. Chu Hồng nói, luyện kiếm chỉ là đề bạt kiếm ý, một tên kiếm tu còn cần càng nhiều lịch duyệt. Ngươi có thể đi cùng, Quân Thường Tiếu nói, nhưng sẽ không ra chẳng luận bàn. Mê mơ, Chu Hồng gật đầu nói, trưởng môn, các sư huynh sư đệ, ăn cơm. Nội viện lâm thời căn tin, Liễu Uyển Thi khua tay kẻ muỗng la lớn. Biết trưởng môn cùng các sư huynh muốn đi Hạo Khí Môn đập phá quán, nàng sáng sớm thì cùng Mã Vĩnh Ninh, Nhất Hắc Nhị Hắc Công và Xích Lu bù lên, lăn ra một bàn lớn phong phú lên đường cơm. Ăn rồi lên đường, sau khi ăn xong, Quân Thường Tiếu mang theo 8 tên đệ tử chân thật lên đường. Lê Lạc Thu lưu tại môn phái, phụ trách quản lý sự vụ không có đi cùng, nhưng phải ra 10 tên kim bài sát thủ, ẩn núp trong bóng tối đi theo trưởng môn hai bên. Đi ra ngoài có sát thủ chuyên nghiệp bảo hộ, cái này rất vênh váo. Hạo Khí Môn, khí thế rộng rãi trong đại điện. Tần Hạo Nhiên đem vừa mới tiếp vào chiến thư để lên bàn, cười lạnh nói, Quân Thường Tiếu, ta còn lo lắng cho ngươi không dám tới đây. Xuống vị trí đầu não, nhận được tin tức sớm chạy đến Bách Tông Liên Minh thành viên các đại lão tề tụ một đường. Bọn họ ánh mắt đều hiện ra xem thường. Cái kia Quân Thường Tiếu lấy vì đánh bại Thánh Tuyền Tông một tên nội môn đệ tử, thì thiên hạ vô địch sao? Dám tới khiêu chiến Tần Minh Chủ, Trương Đao Môn môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, người anh em này sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nhìn lấy tại đài ân oán bị Quân Thường Tiếu một hồi nẹn về sau, thương thế không có triệt để khỏi hẳn đây. Chúng ta sớm chạy đến, vì Tần Minh Chủ trợ uy. Hồ Khiếu Tông Tông Chủ cười khẩy nói, trời sáng tiểu tử kia đến, khẳng định sẽ bị thanh thế dọa đến run lẩy bẩy. Thanh thế xác thực dọa người, bởi vì đến cho Hạo Khí Môn trợ uy môn phái khoảng chừng hơn 50 cái. Cái này đến trời sáng cùng một chỗ nhằm vào lên, khẳng định hiện lên rời núi lấp biển chi thế. Có người còn có chút lo lắng nói, cái kia Quân Thường Tiếu miệng lưỡi bén nhọn, đến về sau mọi người đừng tìm hắn nói chuyện với nhau, dùng khí thế áp bách là được rồi. Mọi người gật đầu, bày tỏ đồng ý. Dù sao, rất nhiều người đối tư đồ vương bị tức thổ huyết một màn ký ức vẫn còn mới mẻ à. Quân Thường Tiếu, Tần Hạo Nhiên xoa xoa ngón tay, lạnh lẽo âm u cười nói, trời sáng chỉ cần đến ta Hạo Khí Môn, đó chính là tại vô số mắt người trước, như một con chó cỏ xám xịt rời đi. Anh Thiếu, trên đường Quân Thường Tiếu hắt cái xì hơi, xoa xoa cái mũi nói, nhất định có không ít người ở trong tối nói xấu ta. 29. Thuận lợi xuất hành, tháo rỡ, kỳ khai trương, thân bằng cố hữu gặp nhau ngày tốt. Hôm nay, bầu trời trong trẻo, gió mát quất vào mặt. Tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm, Quân Thường Tiếu mang theo 8 tên đệ tử đứng tại Hạo Khí Môn chân núi. Phía trước là một cái hướng lên kéo dài, chừng vạn dai phiến đá, giữa sườn núi có nhàn nhạt sương sớm tồn tại, cho người ta một loại tiên khí lượn lờ cảm giác. À, Lý Phi mở to miệng nói, thật khí phái a. Ba, Quân Thường Tiếu móc ra sử ký, theo hắn tràn đánh một chút nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Lý Phi ôm đầu, cười hắc hắc một tiếng. Tô Tiểu Mạn nắm quyền đầu, phấn khởi nói, vừa nghĩ tới sắp đánh đau đại môn phái đệ tử, dòng máu của ta giống như muốn bốc cháy lên. Lý Thanh Dương bình tĩnh nói, trưởng môn, Bách Tông người liên minh chắc đã sớm đuổi tới, chúng ta đi lên miệng không nên bị nhầm vào. Quân Thường Tiếu nói, lần trước bị ta tức thổ huyết, nếu như bọn hắn là người thông minh, chắc chắn sẽ không hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Đi, khi nói chuyện, mang đệ tử leo lên phiến đá, chúng ta dạ đế đại nhân, còn bi kịch nâng lên ma đổi âm hưởng. Cho tối 10 tên kim bài sát thủ cũng nhanh tiến đến, nhưng trưởng môn có bày mưu đặt kế, đứng ở đường núi chỗ tối ẩn núp đi, không có ý định đi lên. Mọi người đi tới giữa sườn núi, bên trái có khối trơn nhẵn cự thạch, phía trên khắc lấy Hạo Khí Môn ba cái cứng cáp mạnh mẽ chữ đỏ lớn. Khắc chữ người, hẳn là một thân hạo khí, nhưng Tần Minh Chủ, nói đến đây Quân Thường Tiếu lắc đầu, ánh mắt tràn đầy xem thường. Nói thật, hắn thật thưởng thức Hạo Khí Môn danh tự, cũng không hy vọng cùng Tần Hạo Nhiên trở mặt, nhưng ở Linh Tuyền Sơn châm ngòi thổi gió, nói do muốn đem chính mình hướng vách núi đẩy, vậy cũng chỉ có thể vạch mặt. Hạo Khí Môn, diễn võ trường, trưởng môn các phái cùng các nhà chủ chính nhiệt tình lẫn nhau chào hỏi, cho người ta cảm giác tựa như tại đi thăm bạn bè. Vì lúc trước ra sức bảo vệ Quân Thường Tiếu, Tạ Nghiễm Côn tuy nhiên là cao quý nhất thành chi chủ, nhưng có rất ít lão đại tiến lên chào hỏi, đem coi là không khí. Hừ, Tạ thành chủ cũng rất ngạo kiều, các ngươi không để ý ta sao lại đánh để ý đến các ngươi. Đi theo Tạ thành chủ mà đến còn có Thanh Dương thành bên trong mấy cái gia tộc cao tầng, bên trong thì có Lý Thanh Dương phụ thân, bọn họ là 360 vạn con dân đại biểu, vì thiết cốt phải trợ uy. Bất quá, cũng chỉ có 6-7 tên, cùng Bách Tông liên minh hơn 10 vị trưởng môn so ra, vậy liền kém đến quá xa. Hùng chi, một cái môn phái người nào không có điểm bằng hữu đâu. Rất nhiều đến đây xem náo nhiệt gia tộc, phần lớn đều cùng Bách Tông liên minh có quan hệ, lẫn nhau trò chuyện hòa nhiệt, hận không thể lập tức đem tử ngôn hoan một phen. Muốn nói được hoan nghênh nhất, khẳng định vẫn là ngả gia chủ. Giờ phút này, vô luận trưởng môn vẫn là gia chủ đều bốn phía, nhiệt tình lôi kéo làm quen. Ngả gia làm đan dược sinh ý, kết giao vốn là phổ biến, bây giờ lại có liệu thương đan cùng tố thể đan, khẳng định phải tạo mối quan hệ.
tích cực nhất chờ quá trường đao môn môn chủ. Dù sao có thương thế tại thân, không nói thực lực giảm lớn, còn ảnh hưởng tu luyện, bức thiết hy vọng có thể mua được một khóa liệu thương đan. Lần thứ hai buổi đấu giá hắn cũng đi, nhưng tham dự đấu giá tất cả đều là đại tông môn, đại gia tộc, đều gọi là một cái máu đầu máu mặt, dọa đến cũng không dám há mồm. Ngả gia chủ, thân trưởng môn nịnh nọt cười nói, ngươi nhìn có thể hay không tự mình bán thân mẫu một khóa liệu thương đan ta nguyện ý ra. Thật có lỗi, ngả thượng nghĩa nhàn nhạt ngắt lời nói, ta ngả gia luyện chế liệu thương đan, chỉ trên đấu giá hội bán, từ trước tới giờ không tự mình giao dịch. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ còn có thể dàn xếp, nhưng con hàng này người nào? Bách Tông Liên Minh một thành viên, Tần Hạo Nhiên chó sang. Lúc trước tại Thanh Dương Thành còn khiêu chiến quân trưởng môn, ta não tử bị lừa đá mới có thể bán cho hắn, đi đắc tội hợp tác với mình đồng bọn. Ngả gia chủ lập trường rất kiên định, cùng thiết cốt phải có ân oán, cũng là cùng ta ngả gia có ân oán, đừng nói mua liệu thương đan, đi dược tài cửa hàng mua dược tài đều không chào đón. Thân trưởng môn bị chửi mắng té tát, hậm hực rời đi thầm nghĩ, ta chọc hắn sao, ngư khí lãnh đạm như vậy, nghĩ đến quân thường tiểu đến, hạo khí môn có thể giúp mình ra chiếc kia bị đánh thương tổ nát khí. Bực bội tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Ngả gia chủ, các người lúc nào đấu giá? Cái kia tố thể đan thật có thể cường hóa nhục thân, để bán lực lượng sao? Tất cả mọi người là Thanh Dương quận người, có thể hay không chiều cố một chút? Đừng cứ để bên ngoài quận người tốn nhiều tiền mua đi à? Thanh Dương quận tai to mặt lớn lão đại, vây quanh ngả thượng nghệ hỏi thăm đan dược sự và sức, có thể thấy được liệu thương đan cùng tố thể đan đã vô cùng xâm nhập nhân tâm. Khai khái. Nhưng vào lúc này, Tần Hạo Nhiên nhất hệ áo ngắn trang phục đi tới, gác tay ho khan hai tiếng, một cỗ chảy qua cấp trên khí tức tràn ngập ra. Diễn võ trường nhất thời yên lặng lại, các đại lão nhao nhao xoay người, cười chắp tay chào hỏi. Tạ Nghiễm Côn không có đi lôi kéo làm quen, bởi vì bàn về thân phận, hắn cùng Tần Hạo Nhiên tương xứng. Thanh Dương Thành các gia chủ muốn lên trước chào hỏi, nhưng thành chủ không có đi, chỉ có thể cứng ngắc đứng ở phía sau. Tần Hạo Nhiên nhìn thấy Tạ Nghiễm Côn, biết hắn thiên vị quân thường tiếu, cho nên không có đi để ý tới, đem coi như không khí một dạng. Ngả gia chủ, nhìn thấy ngả thượng nghệ, lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười, nói, ngươi tại sao có rảnh đến ta hạo khí môn đây? Hắn trước kia cùng ngả gia có hợp tác, dù sao cũng là liên minh minh chủ, ngả thượng nghệ ứng phó chắp tay nói, sự vá xếp lớn như vậy, tự nhiên là đến trợ uy. Nghe nói như thế, Tần Hạo Nhiên trên mặt ý cười càng đậm, chung quanh lão đại cùng gia chủ nhóm không ngừng hâm mộ. Đã sớm nghe nói hạo khí môn cùng ngả gia từng có nhiều lần sinh ý lui tới, lại quan hệ thân mật. Lần này thiết cốt phải tới khiêu chiến, gia chủ tự mình đến đây trợ uy chống đỡ chàng. Chuyện ngon của Nhiên không phải hư à? Người tới đây này, Tần Hạo Nhiên nói, cho ngả gia chủ tọa. Không dùng, ngả thượng nghĩa nói, đừng đấy là được, ngả gia chủ rất khách khí à. Cùng Tần Minh chủ quan hệ khẳng định không tầm thường. Rất nhiều lão đại thấp giọng nghị luận, Tần Hạo Nhiên ánh mắt nổi lên ngạo nghễ, đứa ngả gia chủ cổ động có như vậy một chút dương dương đắc ý. Nhưng là, Tạ Nghiễm Côn khóe miệng giơ lên một vòng giễu cợt nghĩ thầm, Tần Hạo Nhiên, Tần Minh chủ, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành á. Người khác không biết ngả gia liệu thương đan, hắn rõ ràng nhất, bởi vì quân thường tiếu từng đã cho hai khỏa, cho nên sớm suy đoán ra, tiểu tử kia nhất định cùng ngả gia đạt thành mua bán hợp tác. Tạ thành chủ ăn rồi mễ hòa đi qua đường rất nhiều, đương nhiên sẽ không đem chân tướng vạch trần mặc ra ngoài. Báo, nhưng vào lúc này, đệ tử vội vàng mà đến nói, thiết cốt phái trưởng môn quân thường tiếu mang đệ tử tại ngoài sơn môn cầu kiến. Cái này cầu kiến dùng rất linh tính, trực tiếp cũng là trần trụ coi thường chúng ta quân đại trưởng môn. Tần Hạo Nhiên thản nhiên nói, để hắn vào đi. Đúng, đệ tử lui ra. Vốn là hơi có vẻ yên tĩnh diễn võ trường, nhất thời náo nhiệt lên, mọi người tự nhiên đều đang nghị luận quân thường tiếu. Bách tộc liên minh các đại lão lẫn nhau nhìn nhau một cái, khuế miệng cùng nhau giơ lên khinh thường ý cười. Mấy chục tên trưởng môn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần quân thường tiếu xuất hiện ở trước mắt, liền lập tức bộc phát ra vô hình uy thế, đưa cho hắn một hạ mã uy. Kết. Đại môn mở ra, mang theo huyễn quang kính dâm quân thường tiếu, bên trong miệng ngậm xì gà, xuất lệnh 8 tên đệ tử cất bước đi tới. Mắt thấy hắn từng bước một tới gần, chúng trưởng môn liền muốn phóng thích khí tức, chợt nghe đinh tài nhức óc âm thanh vang lên. Anh nha, lờ mờ hướng mộng giống như đã từng gặp. Trong nội tâm gợn sóng hiện, dứt bỏ thế sự đoạn cửu oán. Tại tiếng Quảng Đông bản thiết huyết đan tâm bi ghiêm hạ, quân thường tiếu trèo lên trên diễn võ tràng. 3. Âm hưởng đóng lại, quân trưởng môn nhẹ nhàng ngẩng bài, cười nhạt một cái nói. Tần Minh chủ, ta thiết cốt tranh tranh phải đến đập phá quán. Đạp đạp đạp, 8 tên đệ tử cất bước đi tới, đứng sau lưng trưởng môn hiện lên xếp thành một hàng hình. Xương cốt cứng rắn, ngạo khí trùng thiên. Liên minh hơn 50 tên trưởng môn, hôm qua liền nghĩ tốt, dựa vào tự thân uy thế, cho quân thường tiếu đến cái hạ mã uy, kết quả tại một khúc thiết huyết đan tâm phía dưới bị nhiễu loạn tiết tấu. Cho lấy lại tinh thần, quân trưởng môn đeo kính đen, ngậm 11 gà đã lập tại diễn võ trường, sau lưng 8 tên đệ tử xếp thành một hàng. Lý Thanh Dương cùng Tiêu Tội Kỳ gác tay, thần sắc chính không sai. Tô Tiểu Mạt, Lý Phi, Điền Thất hai tay ôm ngực thật cao ngửa đầu. Lục Thiên Thiên cùng Chu Hồng một cái cầm kiếm, một cái ôm kiếm.
Dạ Tinh Thần có chút xấu hổ đem âm hưởng buông xuống, sau đó một chân dẫm lên trên, khóe miệng giơ lên một tia tà tiếu. Đối diện bọn họ tuy là trải qua bên trên mấy chục tên trưởng môn, nhưng hai đầu lông mày thấu phát ngạo khí cùng tranh tranh thiết cốt, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Xem đó nhiệt võ giả trong lòng dâng lên kinh ngạc. Đừng nhìn thiết cốt phái đẳng cấp không cao, mang đến đệ tử cũng rất có khí thế á. Bất quá, quân trưởng môn nói câu kia, tà thiết cốt tranh tranh phái đến đập phá quán, có phải hay không có chút phách lối? Đâu chỉ có chút, của thực phách lối cùng cực. Thủ tại trước đại điện Tần Hạo Nhiên, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thậm chí có chửi ầm lên xúc động. Tất cả mọi người là người giang hồ, khiêu chiến đều sẽ mỹ danh nói luận bàn luận đạo. Con hàng này vừa đến đã nói đập phá quán, biết hay không giang hồ quy củ, biết hay không đạo nghĩa giang hồ. Quân thường tiếu hiểu, nhưng dù sao cùng Bách Tông liên minh vạch mặt, đến cửa chiến chịu cũng không nhận chào đón, dứt khoát thì tại sao phách lối làm sao tới đi. Mồm còn hôi sữa, một tên trong liên minh trưởng môn, cả giận nói, tại, quân thường tiếu giơ tay lên, nửa nghiêng não tự dùng ngón tay cho chỉ hướng hắn. Tựa như vương mỗ mỗ chiếm hữu, thản nhiên nói, không phục kìm nén. Nhờ tới lúc trước tại Tinh Nguyệt Lâu bị tức thổ huyết tư đồ vương, tên kia trưởng môn vội vàng đem lời nói cứ thế mà nuốt trở về. Một động tác, một câu liền để một tên liên minh lão đại không dám lên tiếng. Xem đó nhiệt võ giả trong lòng bội phục nói, ngưu nhân, ha ha. Đột nhiên, có cười tiếng vang lên. Mọi người nhao nhao theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Ngạc Thượng Nghĩa từ trong đám người đi tới, trên mặt ý cười đầy mặt. Ngạc gia chủ nhìn không được, muốn thay Tần Minh chủ tới dọa ép tên kia phách lối sao? Rất nhiều người nghĩ như vậy. Tần Hạo Nhiên cũng lấy là như thế, chắp tay nói, Ngạc gia chủ ý tốt, Tần mỗ tâm lĩnh, kẻ này miệng lưỡi bén nhọn, còn xin đừng nên cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngạc Thượng Nghĩa không để ý hắn, chỉ hướng quân thường tiếu đi qua. Cái này khiến rất nhiều võ giả nhất trí nhận định Ngạc gia chủ quyết tâm muốn giúp Tần Minh chủ, thậm chí càng khoảng cách gần mở ra miệng pháo công kích. Giao tình quá sâu, khiến người ta hâm mộ. Tần Minh chủ mặc dù có chút áy náy, nhưng khóe miệng lại xuất hiện dương dương đắc ý mỉm cười. Lần này tới các phường lão đại cũng không ít, quy mô xà cao trước đó không lâu kết thúc môn phái thi đấu. Lớn như vậy trường hợp dưới có Ngạc gia chống đỡ chàng, thật sự là đến mặt mũi sáng sủa. Tiểu tử, đây là Ngạc gia gia chủ. Không chỉ có kết giao rất rộng còn buôn bán cao phẩm đan dược. Hắn hôm nay tới giúp bán Minh chủ chống đỡ chàng, ngươi nếu dám đánh hắn, đắc tội không chỉ có riêng chỉ có Thanh Dương quận. Một khắc này, Tần Hạo Nhiên vô cùng vui lòng nhìn thấy quân thường tiếu đi đỡ Ngạc Thượng Nghệ, dạng này sẽ chỉ đắc tội càng nhiều người, hạ chàng sẽ chỉ càng thêm thảm. Quân trưởng môn đi tới Ngạc Thượng Nghệ mở miệng, trên mặt mang vui sướng mỉm cười. Rất nhiều người nhận định cái này đang cười nhạo, nhưng là sau đó một động tác một câu để bọn hắn tập thể ngây người. Động tác kia là thở dài, lời kia là cần nhắc được chứ, cái này hiểu rõ hiểu rõ. Ngạc gia dù sao tại thương trường phía trên bò đánh lăn bò nhiều năm, làm và xếp có lý có đầu, không nghĩ tới trực tiếp đội, mà chính là yêu cầu văn minh đi trước một chút trình tự, không hồ trải qua chiến trận. Đội người trước theo lễ phép cho ân cần thăm hỏi, cái kia quân thường tiểu nếu như trực tiếp mở đội, chỉ sẽ có vẻ không có giáo dục, chỉ sẽ có vẻ nông cạn. Ghi lại, đây là sách giáo khoa cấp đội người. Vừa mới mở miệng lại nốt trở về trưởng môn, vạn phần bội phục âm thầm nghĩ, chính mình vừa rồi quá tức giận quên phong độ, không phải vậy nhất định cùng tiểu tử kia khẩu chiến mấy chục hiệp. Ngạc gia chủ, quân thường tiếu chắp tay cười nói, ngươi tại sao cũng tại nha. Đang âm thầm bội phục Ngạc Thượng Nghệ đỡ người già cày võ giả, nhìn thấy hắn cũng là ý cười đầy mặt, cũng là phi thường khách khí, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngốc trệ. Ta đi, học theo, gặp chiêu phá chiêu. Một khắc này, mọi người tựa như nhìn thấy hai cổ đỡ người chi khí tại Ngạc Thượng Nghệ cùng quân thường tiếu quanh thân xuất hiện. Bọn họ tuy nhiên đầy mặt ý cười, phảng phất gặp lại bạn cũ, lại tại trong lúc vô hình tiến hành kịch liệt giao phong, đánh túi bụi. Cao thủ, ngay tại các lộ lão đại quá độ giải lúc, Ngạc gia chủ mở miệng nói, nghe nói quỷ phái đòi tới hạo khí môn luận bàn luận đạo, thân thể làm hảo hữu tự nhiên muốn đến vì trợ uy. Trước tiên nói ra bản thân lập trường lại mở đối, coi trọng. Mọi người thủy chung nhìn chăm chú lên quân thường tiếu bộ mặt biến hóa, suy đoán sẽ hay không tại ý thức đến đối thủ rất cường đại mà thoái nhượng. Không có nhượng bộ, mà chính là chắp tay cười nói, Ngạc gia có thể tới trợ uy, quân mỗ vô cùng cảm kích. Giác, mọi người mộng bức, con hàng này coi là Ngạc gia là đưa cho hắn trợ uy. Hừ. Tần Hạo Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, quân trưởng môn, ngươi thật là tự mình đa tình. Tự mình đa tình, quân thường tiếu ngạc nhiên nhìn lấy Ngạc Thượng Nghệ, nói, Ngạc gia chủ chẳng lẽ không phải đến cho quân mỗ trợ uy. Phúc ha ha, tên này chẳng lẽ còn không nhìn ra, đều không cần não tử suy nghĩ một chút, Ngạc gia chủ dạng này đan dược thế gia, làm sao lại đến cùng bát lưu môn phải chống đỡ chàng. Bách tộc liên minh trưởng môn nhóm có thể tình nắm lấy cơ hội, không kiêng nề gì cả giễu cợt cười rộ lên. Không tệ. Ngạc gia chủ vội vàng cười nói, Ngạc mỗ lần này theo Hồ Dương Thánh chạy đến, cũng là chuyên đến vì quân trưởng môn trợ uy. Giác, liên minh các đại lão nụ cười im bặt mà dừng, có bất ngờ không đề phòng kém chút sặc đi qua. Tốc độ xe quá nhanh, dễ quá mau. Đến xem náo nhiệt võ giả từng người trợn to hai mắt, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Đa tạ, quân thường tiểu nói, Tần Minh chủ biểu hiện trên mặt ngưng kết, khó có thể tin nói. Ngạc gia chủ, ngươi mới vừa nói là tiểu tử này đến trợ uy.
Ngả gia chủ hướng đi quân thường tiếu sau lưng, đứng tại diễn võ trường ở mép, lúc này mới lên tiếng nói. Không tệ, ha ha ha. Nhẫn khá lâu Tạ Nghiễm cồn cất tiếng cười to, nói. Cũng không biết là ai, ở chỗ này hung hăng tự mình đa tình, ta đều thay hẳn em lệ. Tần Hạo Nhiên sắc mặt nhất thời xanh thành một vệt ánh sáng, xanh đến người hốt hoảng. Tạ thanh chủ còn mang thanh dương thành các gia chủ hướng đi quân thường tiếu, chắp tay nói. Quân trưởng môn, chớ hoảng sợ đừng vội chớ sợ, ta thanh dương thành 360 vạn con dân, hôm nay cùng ngươi cùng một trận tuyến. Nói, đi đến ngả gia chủ trước mặt, Lý gia chủ cùng Lý Thanh Dương gặp thoáng qua lúc, Trung Điệp vỗ vỗ bả vai hắn nói, nhi tử, cha ở phía sau nhìn lấy ngươi, không muốn ném ta Lý gia mặt, càng không thể ném Thiết Cốt Tranh Tranh phái mặt. Đến con trai của biết rõ tại Linh Tuyền Sơn đánh bại Thánh Tuyền Thủy nội môn đệ tử, hắn ngồi tại thư phòng nước mắt tuôn đầy mặt thật lâu, khi đó cũng chân chính ý thức được nhi tử lúc ấy quyết định là cỡ nào chính xác. Đi vào Hạo Khí Môn, không phải đại biểu 360 vạn con dân, mà chính là đại biểu một cái phụ thân. Mê mờ, Lý Thanh Dương ánh mắt kiên định nói, sau lưng có Ngả Thượng Khắc, có Tạ Nhiễm Côn, cũng có Thanh Dương thành 360 vạn con dân. Quân trưởng môn, đột nhiên thanh âm hùng hậu nói, lão hủ tại tông môn nghe Mã Vân Đằng nói qua, với cái này trẻ tuổi nhóc con không đơn giản, hôm nay gặp mặt của thật như thế. Ngả gia chủ bên cạnh, tự dưng thêm ra một tên tóc trắng phơ, ánh mắt sắc bén lão giả. Tiền bố là, quân thường tiếu ngạc nhiên nói, lão giả thanh âm hùng hậu nói, Thương Sơn phái, Vương Đông Lâm. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Vương Đông Lâm, không phải liền là Thương Sơn phái, tu vi đạt tới đỉnh phong võ tông tứ đại trưởng lão một trong sao? Quân trưởng môn, ngả thượng nghễ nhỏ giọng nói, ngả mố thuê tới, thì ra là thế. Quân thường tiếu gác tay mà đứng, nhìn về phía Tần Hạo Nhiên, lấy lớn nhất giang hồ lớn nhất chính quy phương thức cất cao giọng nói, Thiết Cốt Tranh Tranh phái trưởng môn quân thường tiếu, dẫn đầu đệ tử đến đây Hạo Khí Môn nhất chiến. Sau lưng có ngả gia, có Thanh Dương thành 360 vạn con dân, còn có Thương Sơn phái trưởng lão, quân thường tiếu sợ sao? Tổ Thiết Cốt Tranh Tranh chi nhân, hành Thiết Cốt Tranh Tranh chi sự, sợ cộng lông. Coi như không có những thứ này kiên cường hậu thuẫn, quân thường tiếu dám đến đập phá quán, khẳng định cũng không sợ. Cho nên, hắn lần thứ nhất lấy trưởng môn chi phạm, tại Thanh Dương quận thế lực khắp nơi, tại Bách Tộc Liên Minh hơn 50 tên lão đại trước mặt, chính thức hướng Hạo Khí Môn khởi xướng khiêu chiến. Răng rắc, Tân Hạo song quyền nắm chặt, cắn hàm răng giọng căm hận nói, ta Hạo Khí Môn tiếp chiến, ngả gia chủ vì quân thường tiếu chống đỡ chàng, để hắn bị gấp đôi đả kích. Giờ phút này hận không thể lập tức bắt đầu luận bàn, để nhà mình đệ tử cùng đoạn Thiết Cốt phái đệ tử trăm ngàn lần, lấy giải mối hận trong lòng. Thương Sơn phái Vương Đông Lâm chống đỡ chàng, không có ý tứ, chúng ta đây là nghiêm túc luận bàn, người coi như ủng hộ Thiết Cốt phái, cũng chỉ có thể nhìn. Tần Minh chủ muốn hơi nhiều. Vương Đông Lâm xuất hiện, tuy có thẳng quân thường tiếu chi ý, nhưng cũng chỉ là đi ra đứng cái nhân chàng, chắc chắn sẽ không quấy nhiễu giữa bọn hắn luận bàn. Soát, Tần Minh chủ vung tay áo, đi xuống đại điện đài cao, ngưng tại diễn võ trường bên trên. Soát, soát, ngàn tên đệ tử từ trong viện tuôn ra, sắp hàng chỉnh tề ở phía sau, thanh thế có thể nói mạnh mẽ. Đứng tại trước hai hàng 20 tên đệ tử, khóa chặt Lý Thanh Dương bọn người, có ánh mắt ngưng trọng, có ánh mắt nổi lên khinh thường. Đây là Hạo Khí Môn đệ tử tinh nhuệ, càng hàng phía trước 10 tên, càng là Tần Hạo Nhiên một tay bồi dưỡng đệ tử thân truyền, tu vi cùng linh căn cũng không tệ, quả nhiên cùng tình báo không sai. Quân thường tiểu nói thầm, cái này Hạo Khí Môn có 3 tên thượng phẩm linh căn đệ tử, thông qua huyễn quang kính dân thăm dò công năng, hắn có thể rõ ràng phân tích ra Hạo Khí Môn 10 tên đệ tử thân truyền tứ chất cùng tu vi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quân đại trưởng môn tại Lý Thanh Dương bọn người bế quan tu luyện thời điểm, sớm thì mạnh tế vũ đường đi mò Hạo Khí Môn nội tình, không chút nào khoa trương nói. Ba tên thượng phẩm linh căn đệ tử nhà ở đâu, có mấy miệng người, trong nhà có bao nhiêu mẫu ruộng, trong vòng có cái gì xúc vật đều tìm hiểu hiểu rõ. Đứng ở hàng trước 10 tên đệ tử thân truyền thực lực không được, từ trái đến phải, ba cái thượng phẩm linh căn phân biệt là một tên nhất phẩm vũ sư, hai tên đỉnh phong vũ đồ. Còn lại 7 tên đệ tử tuy nhiên đều là trung phẩm linh căn, nhưng tư chất không đủ tu vi góp, phân biệt có 3 tên cửu phẩm vũ đồ, 4 tên bát phẩm vũ đồ. Làm gần thứ ngũ lưu tông môn môn phái, thu nạp 3 tên thượng phẩm linh căn, cũng có người đột phá đến vũ sư, của thật bình thường sự và xét. Chỉ là, không có cực phẩm linh căn. Dù là ngũ lưu tông môn, cho dù có cực phẩm linh căn đệ tử, chọc trời cũng để một cái. Nếu như tiêu tội kỳ tư chất không có ngã lui, lấy hắn linh căn tư chất, từ ngũ lưu tông môn đều phải đứng sang bên cạnh, nhị tam lưu muốn đoạt lấy. Thánh phẩm linh căn còn phần lớn tại nhất lưu trong tông môn. Mạnh nhất thần phẩm linh căn, loại này mang theo đại khí vận thiên kiêu chi tử, năm tháng dài dằng dặc bên trong rất ít xuất hiện. Chỉ cần không ngoài ý muốn chết, đều có thể trèo lên đỉnh đế vị, trở thành chúng sinh tín ngưỡng. So sánh Hạo Khí Môn, Thiết Cốt phải có Lý Thanh Dương, tiêu tội kỳ cùng Dạ Tinh Thần ba tên thượng phẩm linh căn, giống như cũng không yếu nha. Yếu cũng không yếu, nhưng thiếu khuyết nội tình. Không nói chỉnh thể thực lực, vẻn vẹn cùng người ta ngàn tên đệ tử thì không so được. Không vội, không vội. Đường muốn từng bước một đi, không ai có thể ăn một miếng thành đại bàn tử. Quân trưởng môn, Tần Hạo Nhiên thản nhiên nói, ngươi muốn làm sao chiến?
Quân Thường Tiếu nói, Tà Thiết Cốt phải phái ra 7 tên đệ tử, các ngươi Hạo Khí Môn phái ra 7 tên đệ tử, bảy trận luận bàn 4 thắng chế như thế nào? Có thể, Tần Hạo Nhiên không ý kiến. Nếu là Quang Minh Chính Đại luận bàn luận đạo, hắn không có khả năng để ngàn tên đệ tử cùng nhau tiến lên. Bất quá, hắn dừng một chút, Tiểu Lý Tàng Đao nói, ta đến luận bàn, không ngoại thêm điểm tặng thưởng như thế nào? Quân Thường Tiếu sờ mũi một cái, nói, Tần Minh Chủ muốn thêm chút gì tặng thưởng? Tần Hạo Nhiên nói, lần này luận bàn nếu như ta Hạo Khí Môn thắng được, thì làm phiền quân trưởng môn lưu ở nơi đấy quét dọn chủ ngựa một năm đi. Ha ha, Thần Thông cười to nói, nguyên lai Tần Minh Chủ còn thiếu hạ nhân à, ta ngược lại cảm thấy quân trưởng môn có thể đảm nhiệm, có thể tại Hạo Khí Môn quét dọn chủ ngựa, đó cũng là một loại vinh hạnh nha. Liên Minh lão đại nhao nhao giễu cợt cười rộ lên. Xem náo nhiệt võ giả lắc đầu, đứng đầu một phái nếu của thật tại Hạo Khí Môn làm hạ nhân quét dọn chuồng ngựa, về sau cũng liền không mặt mũi gặp người, có quan hệ tặng thưởng. Tần Hạo Nhiên đã sớm nghĩ kỹ, mới đầu nhất định là để Quân Thường Tiếu ngay trước mọi người mặt quỳ ở trước mặt mình dập đầu tạ tội. Tội gì? Tự tiện thoát ly Bách Tông lên mình tội, nhưng ở gia chủ cùng Thương Sơn phải đến vì chống đỡ chàng, chỉ có thể lui một bộ, đổi thành quét dọn chuồng ngựa. Tặng thưởng tuy nhiên khác biệt, nhưng mục đích chỉ có một cái, cũng là đi hung hăng đả kích Quân Thường Tiếu tự tôn, để trà đạp người khác cách. Loại thủ đoạn này đối với đứng đầu một phái mà nói, so giết sạch càng đáng sợ. Tần Hạo Nhiên cười nói, quân trưởng môn, ý như thế nào? Ý cái rắm, gì trái trứng? Quân Thường Tiếu nói, bổn tọa còn chưa nói ra bản thân tặng thưởng đây. Thỉnh giảng, Tần Hạo Nhiên nói, kỳ thực căn bản thì không để ý, bởi vì lần này luận bàn có hoàn toàn chắc chắn cầm súng Thiết Cốt phái. Quân Thường Tiếu hơi chút cân nhắc nói, bổn tọa tặng thưởng là Tần Minh Chủ nếu như thua, mời hạ mình đến ta Thiết Cốt phải quét dọn một năm nhà xí đi. Trưởng môn, Tô Tiểu Mạt chân thành nói, Tần Minh Chủ thân phận như vậy cao quý người nếu như đến ta phải quét dọn nhà xí, đệ tử sợ đến lúc đó kéo không ra. Lý Phi theo phụ họa nói, vừa nghĩ tới Tần Minh Chủ tự mình quét dọn, còn quét dọn như vậy sạch sẽ, đệ tử khẳng định lòng sinh áy náy. Hai người các người ngu bi, nói cái gì đó? Hạo Khí Môn đệ tử nhịn không được trực tiếp mắng. Tô Tiểu Mạt nghiêng tai nói, ngu bi đang nói người nào? Ngu bi đang nói cái kia Hạo Khí Môn đệ tử não tử quệ góc sửa lời nói, ngươi chính là cái ngu bi, con mẹ ngươi, cả nhà ngươi đều là ngu bi, ngươi tổ tông 18 đời đều là đại ngu ngốc. Tô Tiểu Mạt nước bọt bay loạn mắng lên, khi thế phải có, mắng chửi người cũng không thể sợ. Tên kia Hạo Khí Môn đệ tử tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang chuẩn bị cãi lại, lại bị Tần Hạo Nhiên đưa tay ngăn lại. Hừ, Liên Minh một tên lão đại âm thanh lạnh lùng nói, miệng đầy thô bỉ ngữ điệu, quân trưởng môn lãnh đạo có phương pháp. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói, lão gia hỏa, ngươi không nghe thấy là Hạo Khí Môn đệ tử trước mắng à? Chẳng lẽ bổn tọa đệ tử liền nên là một cái người thành thật bị mắng, sau đó dùng bác ái cùng tố chất đi cảm hòa đối phương? Bác ái là thánh hiền, tố chất thì là đối có tố chất người dùng. Tại Tinh Vẫn Đại Lục, đối đãi không có tố chất, liền muốn so với hắn càng không tố chất. Tần Minh Chủ, ta cái này tặng thưởng có thể chứ? Quân Thường Tiếu nói. Tần Hạo Nhiên chắp tay, hướng xem náo nhiệt võ giả chắp tay nói, mọi người mời cho cái chứng kiến, ta Hạo Khí Môn cùng Thiết Cốt phái định ra tặng thưởng. Yên tâm đi, Tần Minh Chủ, tất cả mọi người nhìn thấy. Một tên xem náo nhiệt không ngoại sự tình đại võ giả hét lên, người nào như nguyện đánh bạc không chịu thua, đó chính là giang hồ bại loại, với người phỉ nhổ, với người chu diệt. Không tệ, vũ giả khác theo phụ họa. Tần Hạo Nhiên hài lòng ôm quyền nói, quân trưởng môn mời. Soát soát, Hạo Khí Môn đệ tử cấp tốc khuếch tán ra đến, cũng đem gần phân nửa diễn võ trường vây quanh. Liên Minh lão đại cùng các lộ võ giả đứng tại tầm mắt khu vực trống trải, thuận tiện thấy giao thủ tình huống. Hạo Khí Môn diễn võ trường rất lớn, nhưng tính cả Hạo Khí Môn đệ tử cùng các phái lão đại, không khác gì nhiều nhanh làm thành vòng. Tám thanh người tới gần Tần Hạo Nhiên, hai thanh người tới gần Quân Thường Tiếu. Theo sắp xếp thì nhìn ra được, rất nhiều võ giả cho rằng trên thực lực Hạo Khí Môn càng hơn một bậc. Quân Thường Tiếu nói, Tần Minh Chủ phái đệ tử ra sân đi. Tần Hạo Nhiên thản nhiên nói, quân trưởng môn đã ngàn dặm xa xôi mà đến, Tần mỗ tử không thể qua loa, liền để đệ tử thân truyền xuất chiến. Nói xong, dương dương tay, đứng tại hàng trước nhất tên kia gọi Tôn Giã đệ tử thân truyền đi ra, trực tiếp hướng trung ương diễn võ trường bước đi. Bát phẩm vũ đồ á? Quân Thường Tiếu một phen suy tư, nói, Tiểu Phi, ra sân đi. Đúng. Lý Phi chân phải trên mặt đất xoa xoa, sau đó nắm quyền đầu, nhanh chân đi hướng trung ương diễn võ trường. Nhìn qua rất nhẹ nhàng, kỳ thực đang hồi hộp. Dù sao, đây là hắn đại biểu Thiết Cốt phái lần thứ nhất cùng các môn phái đệ tử giao đấu, áp lực khẳng định lớn. Quân Thường Tiếu ở phía sau khích lệ nói, chớ khẩn trương, khác lùng cuống, đưa ngươi tại môn phái đá bóng cái kia cỗ sức mạnh lấy ra là được rồi. Lý Phi thở một hơi thật dài, ánh mắt lấp lóe kiên định, sau đó đứng tại cao chính mình một đầu, tuổi chừng 20 Tôn Giã 5m bên ngoài, vô luận thân cao thể trạng đều có phi thường lớn chênh lệch. Hạo Khí Môn đệ tử thân truyền, trải qua các loại lịch luyện, Thiết Cốt phái để như thế một cái da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa ra sân, chắc có chút treo. Quân trưởng môn cần phải trực tiếp phái Lý Thanh Dương ra sân, lấy mạnh nhất thắng được yếu nhất, sau đó lại cầm xuống hai ván, lấy yếu nhất đi đối Hạo Khí Môn mạnh nhất.
Đến đi, Hào Khí Môn có 3 tên cửu phẩm vũ đồ, 3 tên thượng phẩm linh căn đệ tử, Thiết Cốt Phái sớm phái Lý Thanh Dương ra sân, chắc cũng chỉ có thể thắng một chàng. Nói tốt giống Thiết Cốt Phái có thể thắng 2 trận giống như. Các lộ võ giả nhỏ giọng nghị luận, hơn 50 tên liên minh lão đại một mặt cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân thường tiếu đạp vào Hạo Khí Môn, vô luận như thế nào an bài đệ tử xuất chiến, kết quả đều không thể sửa đổi, chỉ có một thua. Không phải Lý Thanh Dương trước thắng một chàng, liền đợi đến bị đầu chọc đi. Hạo Khí Môn, Tôn Dã, Thiết Cốt Phái, Lý Phi, hai người lẫn nhau báo môn phái cùng tính danh về sau, Tôn Dã nắm quyền đầu, thấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi vừa rồi nhục nhã môn chủ, ta sẽ để ngươi bại rất thống khổ. Anh, Lý Phi ứng một tiếng, bắt đầu. Một tên Hào Khí Môn trưởng lão mạo xưng làm trọng tài hô, vừa dứt lời, lưng hùm vai gấu Tôn Dã nhanh chân vọt tới, cầm tráng cánh tay mở ra, hiển nhiên tính toán cầm ôm. Lý Phi mũi chân điểm một cái, người như thỏ chạy né tránh, cũng quần đến Tôn Dã đằng sau, bảo liệt quyền thi triển mà ra, gọn gàng đánh phía lưng eo. Ba, Tôn Dã phản ứng rất nhanh, trực tiếp trở lại gió xét trưởng, đem Lý Phi quyền đầu chế trụ, cũng đột nhiên nắm thật chặt, hiển nhiên muốn đem bóp nát. Hào Khí Môn tên đệ tử kia xem xét thì thân thể rất mạnh, Thiết Cốt Phái đệ tử bị chế trụ quyền đầu, tuyệt khó thoát thân, chỉ có thể bị động bị đánh. Trận đầu giao đấu kết thúc, một tên cường giả cho lời bình nói. Nhưng Tôn Dã năm ngón tay chăm chú đè ép Lý Phi quyền đầu, thủy chung không nghe thấy cốt cách tiếng vỡ vụn. Cái này, mọi người hoảng hốt không thôi. Hạo Khí Môn đệ tử là bát phẩm vũ đồ, lực tay ít nhất 1.000.000 cần cất bước, chắc là có thể tùy tiện bóp nát mới đúng. Lý Phi nói, thì cái này chút khí lực sao? Tên kia đang cười, rất nhiều cao thủ trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái này Thiết Cốt Phái đệ tử thân thể cực mạnh, nếu không tuyệt khó chấn định như thế tự nhiên. Đáng giận, Tôn Dã phẫn nộ rót vào càng nhiều linh lực, năm ngón tay lực lượng bạo phát cực hạn, nhưng thủy chung khó có thể dung chuyển, tựa như nắm một cái cục sắt. Xoát, Lý Phi nhún người nhảy lên, chân phải trực cấu cấu quét tới, khoái lạc bóng đá tại hẳn cái chân này hạ, đá dạ tinh thần vô số lần, cũng đá quân thường tiếu nhiều lần, có thể xưng hoàng kim chân phải. Bành, quán chú linh lực cùng thân thể bạo phát chân phải, chính xác cắt vô cùng đánh vào Tôn Dã bên mặt bên trên, mà lại không ngừng một chân. Bành, 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 bành. Lý Phi nhảy lên về sau, quán tính rơi xuống đoạn thời gian, cùng đạp 5 chân, mỗi chân mang theo lực lượng tất cả 15.000 cân trở lên. Sau cùng một chân mũi chân chỗ, càng là trung điệp đánh vào Tôn Dã trên huyệt thái dương, sinh ra lực phá hoại để hắn lực lượng buông lỏng, choáng đầu mắt huyễn hướng về sau lui nhanh. Cơ hội tốt, quân thường tiểu nói, tránh thoát trói buộc Lý Phi vừa xuống đất. Vung lên bên hông che đầu gối, sau đó tiến lên lăng không mà lên chân chính là quát. Thiết Cốt Vô Ảnh Cước, bành 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 đến. Không ngừng rút lui Tôn Dã, ở ngực bày biện ra từng đạo dấu chân. Sau cùng, lui đến bên diễn võ trường duyên, người nhất thời ngược lại cắm đi qua, trong quá trình máu tươi phun tung tóe, cao đến tam xích. Lưng hùm vai gấu Hạo Khí Môn đệ tử thân truyền trùng điệp ngã tại dưới chân, toàn bộ thân thể đã thoát ly diễn võ trường khu vực. Rất rõ ràng, bại, soát. Lý Phi mượn lực hướng về sau lật ngã nhào một cái, sau khi hạ xuống bày ra chi miến chết nước tư thế, nói, đa tạ, tốt, Tô Tiểu Mạt hưng phấn hét lớn. Lý Thanh Dương cùng Tiêu Tội Kỳ nhếch miệng cười rộ lên, đệ tử thân truyền, thật sự là rác rưởi. Dạ Tinh Thần khinh thường thầm nói, các phái, các gia tộc lão đại trừng to mắt, bị gắt gao chế trụ quyền đầu Lý Phi, vậy mà tại thời gian cực ngắn bên trong, đem Tôn Dã đạt thổ huyết mà ra, đây của thực thật không thể tin. Theo thấu phát khí thể đến xem, giống như cũng chỉ là ngũ phẩm vũ đồ, là sao mỗi cước lực lượng đều tại 15.000 trở lên. Không phải nói ngũ phẩm vũ đồ, không thể có cao như vậy lực lượng bạo phát, mà chính là xây dựng ở cao tư chất cao vò ký bên trên. Cái kia Thiết Cốt Phái đệ tử đâu? Cũng liền xuất thủ lúc sử dụng quyền pháp, lăng không mà lên đạp cái kia năm chân có thể không vận dụng vũ khí A. Còn có, Thiết Cốt Vô Ảnh Cước, đây là vũ khí gì, cái gì phẩm chất, tại sao chưa nghe nói qua? Không phải vũ khí, cũng không có phẩm chất. Là quân thường tiếu theo Hoàng Phi Hồng cầu từ bên trong cho Lý Phi thiết kế, cũng là hô cái tên dọa người, kỳ thực toàn bộ nhờ một đôi chân sinh ra lực lượng hình thành lít nha lít nhít công kích, căn bản chưa nói tới vũ kỹ. Người quan chiến không rõ ràng, nhao nhao suy đoán, Thiết Cốt Vô Ảnh Cước lấy Thiết Cốt mạnh danh, không phải là Thiết Cốt Phái độc môn vũ kỹ. Tần Minh Chủ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đệ tử cứ như vậy bại, còn thua với một tên ngũ phẩm vũ đồ, để hắn khó có thể tiếp nhận. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có Bách Tông Liên Minh lão đại, dù sao bọn họ nhưng là ngồi đợi chế giễu, kết quả nội dung cốt truyện cùng muốn không giống nhau. Vương Đông Lâm gật đầu khen, kẻ này tuy nhiên chỉ có ngũ phẩm vũ đồ tu vi, lại có thể bộc phát ra cao như thế cước lực, là một cái không tệ hạt giống. Ngà Thượng Nghễ tại nói thầm trong lòng, cái kia Thiết Cốt Phái đệ tử nhất định phục dụng tố thể đan, nếu không tuyệt khó có thể ngũ phẩm vũ đồ tu vi, mạnh kháng phía dưới Hạo Khí Môn đệ tử lực tay. Năm lấy số một phen thắng lợi về sau, quân thường tiếu theo sắc mặt khó coi Tần Hạo Nhiên chắp tay nói, Tần Minh Chủ, không có ý tứ, ta Thiết Cốt Phái may mắn thắng một chàng. Hừ, Tần Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng, mệnh đệ tử đem mất đi Tôn Dã khiêng đi, thản nhiên nói, quân trưởng môn, cái này trận thứ hai từ người Thiết Cốt Phái trước phái đệ tử xuất chiến đi.
Thua một trận không quan trọng, chỉ cần tiếp xuống toàn thắng, một dạng có thể cho tiểu tử này đến quét dọn chuồng ngựa. Quân Thường Tiếu nâng cằm lên cân nhắc sơ qua, nói: Điền Thất, xuất chiến đi. Đúng. Điền Thất cất bước mà ra. Từng tham gia qua cửa phái thi đấu hắn, trên tâm cảnh so Lý Phi càng vững vàng. Tần Hạo Nhiên lần này không có điều động bát phẩm vũ đồ đệ tử, trực tiếp phái ra cửu phẩm vũ đồ đệ tử, hiển nhiên phải tất yếu cầm xuống trận thứ hai thắng lợi. Tần Minh Chủ là không có ý định để bát phẩm vũ đồ đệ tử ra sân, còn có hai tên cửu phẩm vũ đồ, hai tên đỉnh phong vũ đồ, một tên vũ sư, sẵn tiện có thể đến đối chiến thiết cốt phái mặt khác năm tên đệ tử. Vừa rồi cái kia gọi Lý Phi đệ tử, thực lực rất không tệ, hẳn là lấy mạnh đánh yếu, nhưng thiết cốt phái đệ tử làm thế nào có thể từng cái cường hãn. Vừa lui bẩm trưởng môn sau lưng Lý Phi, nghe được có người nghị luận, thần nghĩ lần tiếng nói cho bọn hắn đến ta là chúng ta thôn thực lực yếu nhất, cũng liền dựa vào cước lực làm đến ra bất ngờ.